để báo quý vị nghe là 25, 26, 27 tụi em có sneak show. Đúng rồi. Sneak show là gì nói luôn? Dạ, đó là chiếu sớm trong 3 ngày cuối tuần nên thành ra là mọi người rất là có thể dễ dàng để mà đến với rạp. Dạ đúng rồi. Theo dõi bộ phim, nhưng mà điều đặc biệt đó chính là anh Hạnh và Ngọc sẽ xông vào rạp bất cứ lúc nào để có thể gặp. Đúng rồi, tụi em sẽ đi cine tour, có nghĩa là lúc đó một người đang coi tự nhiên đang rất là cảm thấy thương Trọng Thời và Nhã Linh, tự nhiên Trọng Thời Nhã Linh tràn vô. Trời ơi, chuyện gì sẽ xảy ra? Hết hồn. Nên 3 ngày đó các bạn bằng mọi giá hãy đến rạp xem trước một phim Cua Là Vợ Bầu. Các bạn sẽ là những người đầu tiên được xem Cua Là Vợ Bầu chỉ 3 ngày duy nhất. Thưa quý vị, chỉ 3 ngày duy nhất, chỉ 3 ngày duy nhất. 25, 26, 27 nha quý vị. Coi xong vậy đồn đồn hay cho Tết tiền bán vé được. Cho Tết này tụi em được ấm no, được có bánh chưng để ăn. Gia đình tụi em khổ lắm rồi. Cảm ơn quý vị. I love you. Giờ nó xem Cua Là Vợ Bầu nha. Cua Là Vợ Bầu, Cua Là Vợ Bầu.